Và đây chính là chiếc OnePlus Ace 3 V. Vậy thì tại sao con này chúng ta lại gọi tên là Flagship Killer? Thì các bạn có thể vào xem kỹ hơn ở trên kênh YouTube của Relab nha. Thằng Hiếu Hoàng nó nói là con này nó đạt điểm Flagship Killer vào tháng 3 năm 2024. Có nghĩa là hiện tại con này đang là con điện thoại mạnh nhất. Và đặc biệt là tầm giá con này các bạn biết là bao nhiêu ạ? Con này chỉ có 7 triệu thôi. 7 triệu đồng dành cho một con Flagship Killer như thế này. Mình xin một lần nữa cảm ơn các anh em đến từ Mobile City nha. Đặc biệt là Hải Đình Văn. Mặc dù lần trước là Hải Đình Văn có nhờ mình hỏi xem là Pop Dog mua thế nào, mình có xin bạn từ hôm đó giờ. Sau video này thì ông nhớ là biết là mua Pop Dog đâu nha. Rồi, quay trở lại chiếc điện thoại này. Nếu như mà nói đây là một con điện thoại 7 triệu thì mình cũng tin đấy, bởi vì các bạn thấy là thực tế trong những năm trở lại đây á, thì các hãng Trung Quốc họ ra điện thoại rất là rẻ. Từ những con như là 12 Turbo này, đến từ Xiaomi này, cho đến con 12R này. Thì đến bây giờ nếu mà OnePlus họ không ra một con thì mình thấy là cũng hơi phí cho họ. Nhưng mà cái mình cảm thấy bất ngờ đấy, đó là họ ra mắt ở trong thị trường nội địa. Mà thị trường nội địa của họ thì bây giờ OnePlus và Oppo đã là một rồi. Thì họ là một, nếu như họ ra con này thì liệu rằng họ có đang bị dẫm chân vào những dòng sản phẩm Oppo hay không? Khi mà những dòng sản phẩm Oppo, những cái dòng A ấy, thì đúng thật là không thể nào bằng được con này. Và đây cũng có thể là một trong lý do vì sao mà Oppo sẽ không về điện thoại mới ở Việt Nam. Lát nữa mình phân tích cho các bạn nghe nha. Ok, bây giờ nói về con điện thoại này có cái gì. Đây, các bạn thấy không? Một con điện thoại OnePlus rất là đẹp. Toàn bộ nó thì đều được làm bằng màu tím. Và phần viền của nó sẽ là viền nhựa nha. Cái mặt lưng này thì theo mình biết là nó là mặt lưng kính rồi các bạn ơi. Hoàn toàn không phải là mặt lưng nhựa. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn lo ngại là nó không có sự liên lạc ấy, thì các bạn quên đi. Đây, cực kỳ liên lạc luôn, rất nguyên khối. Đây là một thiết kế mà mình rất thích mà. Đáng lẽ là từ cái thời Galaxy Z ngày xưa mình dùng cùng thời với Note 3 ấy, là cái thiết kế này mình cực kỳ yêu quý luôn. Và đến bây giờ họ vẫn dùng như vậy. Và đặc biệt là chúng ta vẫn còn những cái thanh gạt âm lượng này, rất là điển hình đến từ những dòng OnePlus của chúng ta. Cái cụm camera này làm sao mà OnePlus người ta làm khéo đến như vậy à các bạn? Bình thường là các ông sẽ làm cái cụm này nhỏ tí hoặc là làm to tướng ra, nhưng đây xếp thẳng hàng và nó nhìn rất là cân đối với một con máy như này. Nó khiến cho chúng ta có một cảm giác khi mà nhìn con máy này thấy nó rất là gọn. Nhưng mà thực tế là các bạn cầm trên tay thì nó không gọn lắm đâu. Nó đầy cả một bàn tay của mình đấy. Và điểm đặc biệt là gì ạ? Phần màn hình trước. Thực sự là đến thời điểm bây giờ nếu mà chúng ta gọi Samsung là nhà sản xuất điện thoại có màn hình đẹp ấy thì mình chưa đánh giá đến mức đó đâu. Bởi vì các bạn nhìn vào cái màn hình này để mà các bạn so sánh với một con Samsung Galaxy A55 á, thì con này đúng là bố luôn các bạn ạ. Nó cực kỳ mỏng luôn và tất cả các phần viền của nó, kể cả phần viền dưới này, mặc dù là nó không được bằng các phần viền còn lại nhưng mà nó vẫn rất là mỏng và nó hoàn toàn không có bất cứ một cái phần cầm dày nào cả. Và đây cũng là một màn hình có 120Hz. Đây là màn hình AMOLED và chúng ta sẽ có HDR10 cộng, kèm theo chúng ta sẽ có 120Hz luôn, 1 tỷ màu. Nếu như để đánh giá với cái màn hình này thì nó là màn hình chuẩn màu Oppo. Vì sao mình lại gọi là chuẩn màu Oppo ạ? Bởi vì Oppo họ làm màu khá là dịu. Thường thường thì mọi năm họ sẽ làm hơi ám đỏ một tí, hơi đậm đậm một tí. Nhưng thực tế là năm nay Oppo mình thấy làm ok đấy chứ. Và kể cả khi mà họ gộp lại với con này mình thấy cũng ổn. Có điều là cái phần vân tay này chúng ta đặt hơi dưới thôi. Một thứ mà OnePlus luôn luôn làm tốt, đấy là cái sự đồng bộ giữa cái sinh chắc của chúng ta. Các bạn mở lên một cái này, cảm biến khuôn mặt chạy luôn, chạy rất nhanh luôn. Và nếu như nó không nhận được, nó sẽ có một cái cảm biến haptic nó hồi lại một cách rất là gọn. Cái cảm biến zoom con này nó đập chết tất cả những con Oppo giá rẻ luôn. Và khi mở con điện thoại lên chúng ta có gì ạ? Snapdragon 7 cộng Gen 3. Con 7 cộng Gen 3 này thì về cơ bản nó là một con Snapdragon 8 Gen 2 phiên bản rút gọn. Nó rút gọn ở chỗ là cái CPU đó thì khá là tương đồng với con 8 Gen 2, nhưng mà cái GPU nó thì đã bị cắt giảm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có GPU là 732. Và nếu chúng ta trải nghiệm kỹ hơn thì các bạn xem video của Relab nha. Video này của mình chỉ mình trên tay cho vui thôi. Nếu như chúng ta muốn có một con điện thoại gọi là Flagship Killer thì đúng thật là như vậy. Trong tầm giá 7 triệu các bạn mua con này về thì đúng chuẩn Flagship Killer luôn. Và đặc biệt dành cho bạn nào mà đang muốn mua điện thoại xách tay thì đây sẽ là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là pin. Chúng ta có 5500mAh sạc nhanh 100W. Một con điện thoại như thế này mức giá chỉ có 7 triệu thôi. Quay trở lại cái việc là tại sao năm nay Oppo không ra máy nhiều thị trường Việt Nam thì các bạn biết rồi. Mình đã làm cả một video phân tích rất là kỹ. Hiện tại Oppo họ đang đi chậm lại một chút. Oppo sẽ không ra mắt bất cứ một con Flagship nào cả. Nhưng có thể trong tương lai thì họ sẽ mang về những con OnePlus như này. Và kể từ những cái thời điểm như là OnePlus 11 thì họ đã có về Việt Nam chính thức rồi. Thì mình mong rằng trong cái bối cảnh mà thị trường của chúng ta đang bị bóp khá là nghẹt về cái việc là mua điện thoại Flagship ấy, thì Oppo sẽ mang con này về. Mình mong lắm luôn. Và nếu như con này về thì mình mong rằng tầm giá của nó loanh quanh là dưới 10 triệu là đẹp lắm rồi. Nếu các bạn thích chiếc điện thoại này không, đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới nha. Còn mình thì mình rất ưng con này. Đó là lý do vì sao mà rất lâu rồi mình mới làm lại video trên kênh này. Nhớ subscribe cho kênh của mình nhé.